Mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu năm mới, xin chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý nha. Thì mình sẽ chia sẻ cái đường phố của Hàn Quốc vào ngày mùng 1 Tết. Mọi người thấy không? Tí cũng đang rơi lất phất mà. Bây giờ thì 9 giờ 30 sáng mọi người. Thì đa số hàng quán bây giờ chưa có mở cửa đâu, khoảng 10-11 giờ hàng quán mới mở cửa. Thì hôm qua có tiết rơi mọi người. Và bây giờ tiết cũng đang rơi nè. Đó. Đường phố thì mọi người còn đang ngủ say giấc hay sao á, ít người qua lại lắm. Đó, mình chạy vòng cho mọi người xem coi đường phố Tết của Hàn Quốc nó như thế đó mọi người. Tiết rơi thấy nhiều quá mọi người. 과속 방지턱이 있습니다. Video của mình cũng kết thúc đây luôn nha. Hẹn mọi người vào có những cái clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.